Ok, xin chào anh em. Tin sốt dẻo đây. Dragonet 2 Evolution đã có mặt bản tiếng Anh rồi anh em. Hiện tại có trên store của CS Play và Apple Store. Nhưng mà đây là cái bản close beta thôi chứ chưa bản chính thức em nhé. Và trước mặt anh em đây là cái giao diện chọn nhân vật khá là xịn sò. Ok, hiện tại thì game cung cấp cho chúng ta 4 class nhân vật. Gồm đấu sĩ, gồm cung thủ này, gồm pháp sư này. Và gồm đây là cái quần què gì đây. Đây là pháp sư thì phải. Và đây là cái quần què gì đó. Ok, anh em có thể là lựa chọn một trong hai class nhân vật. Nhưng mà bên nam và bên nữ thì nó sẽ bị chặn nhá. Có nghĩa là bên cung thủ thì nó chỉ mặc định cho anh em là nữ thôi. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có được cái bên pháp sư, chúng ta được chọn cả nam và nữ này. Rồi, ok. Tà thuật hay pháp thuật cái quần què gì đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với màn lựa chọn. Mình sẽ lựa chọn cung thủ anh em nhá. Rồi. Ui. Nhìn mặt hay vậy. Và hiện tại thì đồ họa con game này nó chưa bật max setting. Nên do đó là chờ một xíu đến qua cái đoạn này thì mình sẽ vào để mà hướng dẫn anh em và chỉnh cho anh em cái phần đồ họa tí nhá. Cái này thì anh em có thể là lựa chọn outfit tùy anh em. Ái chà, xịn vậy. Ủa, chất thế nhỉ. Được đấy. Cái này thì tùy anh em lựa chọn nha. Anh em có thể là build tùy anh em, nhưng mà ở đây thì hiện tại mình build nó nhẹ nhẹ thôi. Vì nó nhanh nhanh thôi, chứ còn view nâu là hơi sốt ruột đấy. Ủa, cái lông mày giờ mới để ý nhỉ? Nhìn cái lông mày nó chối tỉ vậy. Cái lông mày nhìn làm sao nó phải hợp lý. Đây, cái lông mày như này nha. Mình sẽ cho nó màu đậm đậm một xíu. Rồi. Sau đó thì tô điểm. Tô điểm nha. Rồi, tạm thời là như vậy đi. Sau chúng ta sẽ view lại sau. Bây giờ thì mình phải chỉnh cái đồ họa này tí đã, tại vì hiện tại thì cái lúc đầu vào game này nó sẽ bảo anh em đó là hiện tại thì anh em đang trải nghiệm đồ họa medium chứ không phải là bản đồ họa max setting nha. Và đương nhiên rồi, khi mà chúng ta có được phần setting đồ họa thì chúng ta sẽ trải nghiệm game nó êm kèo hơn rất nhiều. Ngoài ra thì game có tiếng Anh nữa nên chúng ta trải nghiệm cũng dễ hơn hẳn so với tiếng Hàn nha. Ôi, sao lại choáng vậy. Đây là chiêu thứ hai đây rồi. Bản Dragonet 2 này có vẻ là nó cải tiến hơn về cái mặt đồ họa một xíu. Kèm theo đó là cái góc nhìn của nó thì ổn hơn. Màu của nó nhìn nó có vẻ như là tươi sáng hơn anh em nhé. Chứ còn thực ra thì cái chủ đề về Dragonet thì nó cũng có cái gì khác đâu anh em. Nó loanh quanh quẩn quẩn vậy thôi. Ở Việt Nam chúng ta thì hiện tại Dragonet đang được VNG phát hành. Rồi không biết game đó hiện tại thế nào rồi. Mình thấy nó cũng ắng lắm, mà không biết bao giờ nó đi nữa. Ok, con bot này có vẻ như chất lượng này. Skip qua nào. Nhìn có vẻ chất lượng đấy. Và đương nhiên là một cái con quái này thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ở giai đoạn đầu đơn giản thôi anh em. Nhìn nó ngầu ngầu vậy thôi, nhưng mà đập phát chết tươi anh em ạ. Rồi, ok. Máu thì nó cứ tụt như quần thôi. Không có gì phải no cả. Ok. Đó, đập co khoảng tầm chục giây chứ bao nhiêu anh em. Là nên bảng ngay. Ôi giời, mình hóng cái đồ họa cao quá. Hiện tại chơi cái đồ họa này nó củ chuối anh em ạ. Nó cứ giật giật khó chịu lắm. Game này chúng ta có thể là chơi được trên giả lập nha. Anh em là muốn chơi cái tựa game trên giả lập thì có thể là click cái phần mô tả của video để tải cái phần này mà giả lập về nha. Link tải có đấy. Xíu nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em tải cái tựa game này trên Android, trên iOS. Cái này thì chúng ta buộc phải xem rồi anh em ạ, không chạy đâu được rồi, bắt buộc phải xem. Lưu ý thêm với anh em đó là con game này thì sẽ được Level Infinity, nhà phát hành của tờ Fantasy bản quốc tế đấy, phát hành cái tựa game này. Level Infinity của Tencent Game chiếm lĩnh thị trường quốc tế rồi. Mình mới update thêm một cái thông tin là hiện tại thì bản iOS vẫn chưa có em ạ. Vẫn chưa có link iOS đâu, thì hiện tại mới có ở trên Play Store và APK thôi. Dung lượng con game này là hơn 3.5GB anh em nhé. Hơn 3.5GB. Đây rồi, và chúng ta đã đến được cái giao diện chính của cái tựa game này rồi. Một con game nhập vai hành động. Khá là quen thuộc. Chắc là nhiều anh em cũng là fan của cái dòng game Dragonet này. Thế với anh em mà nhìn cái kiểu đồ họa này
chưa bật đồ họa mã setting nhìn nó như thế nào em ạ. À đây rồi, chờ một xíu thì mình sẽ setting cái đồ họa thì đã. Đây có phần graphic này, mình bật full đây này, 2 frame rate này, FPS 60 này, ngon rồi. Nó cho anh em bật full FPS luôn. Ù chà, nhìn có vẻ được. Đấy anh em thấy không, bật FPS 60 nên bật mắc cái đồ họa nên nhìn nó khác bọt hẳn. Và hình như là cái tựa game này có thêm cái bản PC nữa, nhưng mà bản Cloud Beta này nó chưa có cho PC anh em nhé. Hiện tại thì mới hỗ trợ trên Android thôi. Skip nào. Ok. Đấy, nhìn bật đồ họa nhìn nó khác hẳn anh em, nó khác bọt hẳn, nó tươi sáng hẳn, nó nhỉnh đồ họa hơn, nó ấn tượng hơn so với cái bản Dragonet 1, Dragonet đầu em nhé. Dragonet do VNG phát hành đấy. Bản này nhìn có vẻ ấn tượng đấy. À, nhân vật của chúng ta thì vẫn là được thiết kế kiểu 3D GP. 3D GP anh em nhé. Auto đâu? Hiện tại chưa có auto hay sao? Không sao cả. Cái này thì mình sẽ lùi vào nhìn nó đỡ rối màn hình, nó to màn hình quá anh em. Mấy con quái thì nó cũng rất là quen thuộc. Trước đó thì mình chơi Dragonet khá nhiều, cả bản PC, bản mobile. Chơi cũng khá nhiều rồi anh em. Bản VNG thì mình cũng đã tải về và trải nghiệm, nhưng mà có vẻ như là không hợp với mình lắm nên là mình đã xóa rất là nhanh. Đây là đi ải anh em này. Đi ải à? Ok, let's go đi ải. Chiến nó. Nhân vật của chúng ta thì nó sẽ có 5 cái chiêu thức nha anh em. 5 cái chiêu thức, một cái chiêu lướt này. Level 3 nó mở 3 chiêu thức. Đấy. Mỗi class thì nó sẽ có cái chiêu thức khác nhau. Em có thể là lựa chọn cái class cho nó phù hợp với sở thích của anh em. Mình thì cứ thích tầm xa thôi anh em ạ. Ít khi lựa chọn các class tầm gần lắm. Chết chơi ngay. Chết không điểm nhấn ngay. Úi giờ. Úi giờ. Ok. Rồi. Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài đặt cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Tiếp tục với nhiệm vụ tiếp theo. Ôi, má. Ôi, nó bắt download thêm 1,5GB nữa kìa. Vậy là căng của nó đấy nhầy. Rồi, ok, tổng quan về đồ họa con game này nó như thế anh em nhé. Anh em có thể nhận xét cái tựa game này dưới phần comment của video này, để mà anh em có thể là cảm nhận về con game, cảm nhận về sự khác biệt giữa cái bản 1 và bản 2. Đấy, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải cái tựa game này anh em nhé. Cái này thì cứ để cho nó download thôi anh em, kệ nó. Download của nó ác phết đấy nhỉ. Cứ để cho nó download thôi. Con game này mình nhận xét đó là ổn, đó là được của nó đấy anh em ạ. Đồ họa đẹp mà. Bật mắc đồ họa nên nhìn nó khác bọt hẳn, nó xịn sò hẳn. Con game này trước đó thì được Tencent Game phát hành ở bên thị trường Trung Quốc cũng được 1 hay 2 năm rồi đấy. Và nay thì có bản global cho anh em rồi. Bây giờ thì đến cách tải anh em nhá. Ok, để mà tải được cái tựa game này thì tải ra sao trên Android? Anh em tải APK cho mình nhá. Còn set play thì nó hơi lằng nhằng một tí, fake IP lằng nhằng lắm. Nên là anh em tải APK cho mình và anh em click link dưới phần mô tả của video. Nó sẽ truy cập vào cái website của APK Combo nha. Và ở đây thì anh em hãy tải cho mình cái file APK của APK Combo này về. Đây, tải cái file này thì 1,85GB. Đó là cái file XAPK. Anh em ấn cái từ download để bắt đầu nó tải về nha. Đây, nó đang tải tựa game Dragonet 2 Evolution đấy rồi. Đó, sau đó thì anh em sẽ kéo xuống phía dưới và anh em click vào cái phần đó là APK Combo này, cài đặt APK Combo. Khi mà chúng ta có APK Combo này thì chúng ta mới có thể là cài được cái file XAPK nha. Anh em click vào cái phần đó là APK Combo cài đặt. Đấy, click vào đó thì nó sẽ download cái file APK Combo cho anh em. Dung lượng của cái APK Combo này rất là nhẹ thôi anh em nhé. Đấy, sau đó thì anh em ấn cái từ cài đặt để bắt đầu cài đặt cái file, cái phần mềm APK Combo vào. Ấn install để bắt đầu cài đặt nha.
Sau khi mà chúng ta đã có được cái APK combo kèm theo đó là tải xong cái file XAPK của Dragon Nest 2 Evolution thì anh em truy cập vào cái app đó là APK combo. Đấy, sau đó thì anh em ấn cái từ install, ấn cái từ install nha. Sau đó thì anh em đồng ý các cái quyền của nó một xíu và anh em hãy lựa chọn cho mình cái file XAPK combo Dragon Nest 2 Evolution. Click vào đó và ấn cái từ OK để bắt đầu nó cài đặt nha. Để bắt đầu nó cài đặt thế thôi. Rất là đơn giản thế thôi anh em nhá. Mình cài rồi nên mình không cài nữa. Cài lại nữa là nó bắt tải data mất thời gian lắm. Đấy, install sau đó thì ấn OK để bắt đầu nó cài đặt. Đấy, nó đang có cái từ installing này. Đang tiến hành cài đặt. Đấy, chờ nó cài đặt một xíu thì nó sẽ trích xuất cái file APK ra, bắt đầu nó cài đặt cái file APK và nó cài đặt luôn cả cái data của cái file XAPK vào cái file APK của chúng ta nhé. Rồi sau đó thì anh em ấn cái từ install để bắt đầu cài đặt cái tựa game Dragon Nest 2 Evolution này nhé. Rồi ok, và đó là toàn bộ cái video hướng dẫn cách tải cái tựa game Dragon Nest 2 Evolution bản Cloud Beta do Level Infinity phát hành bản Global toàn cầu với ngôn ngữ tiếng Anh. Và cũng hướng dẫn anh em cách tải cái tựa game này nữa rồi. Anh em nhớ xem đầy đủ để mà tải cái tựa game này trên máy Android của anh em nhé. Nếu mà anh em thấy video của mình có hay và hữu ích thì đừng quên tiếc gì cái nút like, nút share, nút đăng ký kênh để mà update thông tin mới nhất về các cái tựa game hay và hot trên thị trường. Và bây giờ thì chúc anh em tải và trải nghiệm tựa game thành công. Hẹn lại anh em ở những video sau nha. Bye bye.